Xin chào các bác nhá. Bây em sẽ giới thiệu các bác một cái bộ dàn âm thanh karaoke nhá. Mà bộ dàn thì bao gồm âm ly karaoke Pioneer, model là SAV17. Âm ly này thì công suất là 190W ạ. Và nó đánh 8 con sò than. Âm ly này thì các bác có thể phối ghép hai cặp loa bass 25, 30 đều có thể đánh tốt ạ. Ở đây thì em sẽ phối ghép với cả cặp loa BMB model là 450 V MK2 nhé. Ở nguồn phát thì em sẽ lấy tín hiệu từ iPad ạ. Phát Bluetooth qua một cái cục dàn Onkyo. Cục dàn Onkyo này thì em sẽ coi nó như là một cái bộ DAC trung gian nhé, để cấp tín hiệu xuống cái âm ly Onkyo. Mời các bác nghe thử một đoạn nhạc nhá. Đường xưa em đi và lên mái tóc về ngõ hồn dần tan tên, anh làm thơ vô quyền khách qua đường lắng nghe chuyện tình ta đã ghi. Hãy subscribe.
đêm trăng thanh, quán đêm đường vắng tanh, chỉ còn em theo dõi nha.